của vua hồi xưa mà. Cô đưa máy chụp hình đây, ba chụp trên. Ao! Trả máy lại cho ba đi. Ba không chụp. Nè, con nhiệm vụ con sắp cái này nè. Nghĩ sao nó cấp lẹo á. Baby. Hai bên đường này nó chồng tình. Chồng. Trong trong đoàn mình có người đạo hồi 50%. Khúc trên đạo hồi, khúc dưới phải đạo hồi. Không cho. Bên kia chụp mới đẹp. Ai nó không cho. Thôi nó bỏ nó một con. Mẹ đứng lên, em đứng chỗ cục đá trên bảo đại nè. Đáng. Cái đó là người biết có chỗ chụp được rồi. Hả? À. Đây bạn. Đứa nào một đứa là con đứa nào đứa được. Rồi khang chú đi, khang chú đi. Đeo khang vô, đeo bao tay vô. Đó bên này chụp lấy cảnh bên này mới đẹp. Bố chích bôn. Khang lắc nha. Lâm chích ra đi, Lâm chích ra đi để thôi dính vô đẹp. Nhìn những tư kia, nhìn những tư kia. Đứng thẳng lên con, đứng thẳng lên, thẳng người, thẳng người lên. Anh né qua chút xíu. Chim cho chụp cái đẹp lắm hả? Đứng thẳng một cái tay sao mà trong vậy? Mỏi. Nè, cái chụp em sửa cho kiểu khác, chụp thoải mái mà. Mắc cười chim quá ha. Mắc cười chim nó nhìn theo chủ nó hoài. Giơ cao lên con. Giơ tay cao lên. Đó vậy mới đẹp. Giơ không nổi. Ngồi chỗ này, quay chỗ này, quay chỗ này. Gác tay lên đùi để hết mỏi nè. Gác tay nè. Cô chỏ đó, cô chỏ lên. Ừ. Để nhẹ nè, không sao đâu, nóng lạnh cho con nè. Để không đấy, đi. Đó, nhìn bố kìa. Nhìn bao nhiêu? Bố hôm nay. Sắp tay đi con. Dễ thương quá à. Đẹp. Bố tôi cầm lên thì nó bay lên nhìn tôi luôn. Nó mua cánh lên nhìn tôi luôn á. Con chụp không? Con chụp không? Con gọi chụp rồi. Con gọi nó kêu nó hoài luôn. Ủa sao con không chăm chú nhìn nó? Con nhìn nó đi. Nhìn đi. Mình đi đâu là đâu theo đó rồi mà. Gồng giống cái đang rằng hiểu mà. Lâu để tao chụp hình mà ta lát tới con đi vô chụp. Được chưa? Dễ chưa? Rồi được rồi. Rồi tới Long đi. Mấy con này nó được lộc thường quá trơn rồi. Thường quá hết rồi. Thiền quá. Cái lộc chủ nó mừng quá. Ngồi xuống giống anh hai nãy đó. Con ngồi xuống đi. Long có đứng không nổi đâu. Đâu có cầm dơ nổi. Con mới cầm dơ nổi. Đứng thẳng lưng con. Thẳng lưng lên. Mà con phải cầm lên. Cái cổ chỏ kê lên. Kê lên đùi. Ừ. Quay mặt qua đây. Rồi hay quá. Đúng rồi Long. Ồ, Long thương động vật con giả quá. Em cho đứng lên cái chụp liền giùm em nha. Được rồi, chụp tay á. Con chụp. Chụp đi đại bàng. Rồi để đứng lên đi con, đứng lên. Rồi, đứng lên. Dạ nhắm chụp liền ở bên trên. Đi nghe bon đi nghe cho. Đứng chụp hình. Đi. Đây nè. Đây chụp. Rồi, cười đi. Ô đẹp quá. Nặng quá. Được rồi. Em cho đứng bên vai.
Chờ đứng lên, chờ đứng lên đầu yến bãi ơi. Qua máy thôi, nhìn qua cái đường nhìn qua đây nghe chưa? Dạ, để. Hay, cái này hay nè. Nè đó. Đâu quá coi. Đâu có đâu, đứng yên mong sao hết đó. Cỏ đây coi. Lấy tay coi. Ông cào. Cào rác rác thôi. Thôi được rồi, giờ đẹp rồi. Nè, coi coi hình của con nè, ngầu không? Không sao chị. Thôi được rồi. Nó nhảy á. Nè, nó cào không sao. Thôi được rồi, mất tiền vậy. Hai đứa là 40. Bỏ chụp luôn. Chụp nữa đi. Mấy lần rồi. Hình của con đi đó. À. Chụp nữa. Đây Dương Tư có gì Dương Tư. Ờ nè nè. Cho con bé này chụp luôn đi. Cho lâu cho bon chụp luôn kìa. Bon chụp. Chụp cái sao mình vô cái giờ đông dữ vậy? Tới giờ rồi. Giờ đông ơi, đông luôn. Cho đứng bên dài mới đẹp. Rồi rồi xíu cho đứng bên. Bên vai thì đứng im á, đừng quay mặt cái người bên đây xíu cho nó sáng con. Đông. Rồi rồi để sáng, xíu cho con. Tấm lạnh đi kia lên cho đẹp em. Xíu ba chụp hình nè. Rồi rồi bác né né qua một chút. Ồ, thấy cái bụng với cái con đà bàn luôn ha. Thấy hai món luôn. Lực xí. Vai nha. Đồng giữ con nặng lắm. Rồi rồi, cho lên vai đi. Lên vai cái đây rồi sao? Nhìn cái máy, nhìn cái đây. Nó là biết thiên chân hồ tỷ. Rồi nhìn đây. Bét đây. Bay lên cho nó bay lên được, cho nó bay bay. Lấy cái tay mới được. Tay mấy đứa nhỏ là không được. Lắc cái cho nó bay con. Lắc cho nó bay. Kêu nó dòm lên đi. Nhìn thẳng lên con, ngửa cái mặt lên. Cho nó bay cánh lên được em. Lấy cái tay mới được, điện tay là đúng yên là tốn tiền hết. Lắc cái bay cho nó bay em con. Lắc con mạnh lên. Thì thấy đó. Để đây. Ủa tôi cầm lên nè, cái ngứa lên nhìn tôi, nó bay lên nhìn thật đẹp lắm. Đó là mình lắc cái tay đó chị. Long xích con. Ủa cái này con chim này bao nhiêu tuổi vậy? Dạ 2 năm rồi. Con này ó hay đại bàng? Đại bàng hả? Đại bàng nè, đại bàng nó mới bự. Rồi được rồi. Về không chịu về luôn. Khóa con rồi. Khóa con rồi. Con rồi. Rồi cảm ơn nhé. Cảm ơn chú liền. Rồi tự nhiên bả cho mình khoác khăn nãy giờ. Ôi, ôi thằng gà nó nhát lắm nghe. Thằng gà bữa nay bàn nghe, nó chịu lên đứng luôn á, nó nói ai thì nó thôi. Chó cũng không dám luôn. Chó cũng dám luôn. Ôi ai cũng có chụp với chó hả? Không, bỏ xuống rủng kia kìa. Đi. Có ai muốn cưỡi ngựa không kìa? Anh Long. Mấy đứa này đến rằng là Khang như Long rồi, chưa cưỡi ngựa nè. Khang Long kia cưỡi đi. Cưỡi gì, chắc dẫn đi vòng vòng, thôi leo nó ngồi thôi. Cho nó có cảm giác. Cỡ đi. Con ngựa nào? Ngựa bông nè. Không có đâu, ngựa này ngựa thường hóa rồi. Có người 50.000 một vòng. 50.000 một vòng. Đi nửa vòng thì lấy được là cái sang người bao nhiêu đây? 50.000 kiểu gì? Không giờ đi nửa vòng trước. Bây giờ đi nửa vòng. Mà hai thằng tôi một vòng kia. Đúng không? Em chỉ thuê xe 10.000 anh. Đúng không? Ví dụ nó đi nửa vòng kiểu là như nào? Hai anh em nó lên chung được. Cái xe này là 10.000. Hai anh em lên lận luôn đi. Rồi Long lên Long. Trời ơi, tao không cho leo lên hả? Chú này cũng khỏe quá. Nhỏ mà khỏe ghê luôn á.